Sáng ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, báo điện tử Tầm Nhìn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 9 năm ngày thành lập báo điện tử Tầm Nhìn. Tới dự buổi lễ có đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đại gia đình báo điện tử Tầm Nhìn trên mọi miền đất nước. Tại lễ kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Thị Mai Thu, Viện trưởng Viện Quản trị Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn nhân dịp 9 năm thành lập, ghi nhận những thành quả mà báo Tầm Nhìn đã đạt được trong thời gian vừa qua, chia sẻ những thăng trầm mà báo đã vượt qua. Đại diện báo điện tử Tầm Nhìn, nhà báo Nguyễn Văn Tông phát biểu. Giá trị của Tầm Nhìn chính là Tầm Nhìn. Do vậy, chúng tôi không câu view bằng các cái loại tin tức mà hiện nay chúng ta thấy rằng tràn đầy trên tất cả các mặt báo. Mặc dù chưa đạt đến tầm bác học, nhưng cố gắng phải thật tương đối sang trọng một chút. Mục tiêu của chúng tôi là thế. Và chúng tôi sẽ tập trung vào các vấn đề văn hóa, các vấn đề truyền thống, các vấn đề khoa học công nghệ. Những cái gì đó nó thuộc về căn cốt của một xã hội hiện đại mà chúng ta đang cần truyền thông và hướng tới. Về vấn đề định hướng, đến thông tin, phản ánh, phản biện thì Tầm Nhìn bao giờ cũng là đúng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Không một giây phút chệch hướng. Đó là nguyên tắc. Thứ hai là bao giờ cái sự kiểm nghiệm, cái quy trình để mà sản xuất báo cũng đảm bảo tính chân thực, chính xác. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Hùng nhận xét. Khi mọi người hỏi anh làm gì thì tôi đều trả lời tôi là phóng viên của báo Tầm Nhìn. Có nghĩa rằng tôi rất là yêu quý báo Tầm Nhìn. Thứ nhất, báo Tầm Nhìn là báo sạch. Tôi gắn bó báo Tầm Nhìn, tôi thấy rằng là trong cái công tác của báo Tầm Nhìn có hai mảng phản biện sâu và chống tham nhũng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng báo Tầm Nhìn là có những con người cực kỳ dũng cảm, không sợ, không chịu sức ép. Và tôi cũng mong rằng tất cả phóng viên của báo Tầm Nhìn, từ lãnh đạo báo Tầm Nhìn, chúng ta cùng một quan điểm như Galilei, dù rằng trước khi lên giàn thiêu vẫn khẳng định quả đất tròn và quả đất vẫn quay. Tôi nghĩ rằng đấy là cái tiêu chí của báo Tầm Nhìn. Cũng tại lễ kỷ niệm, báo điện tử Tầm Nhìn cũng ra mắt chuyên mục Tầm Nhìn Phụ Nữ Việt do bà Trần Thị Thu Hằng, nguyên tổng biên tập báo Phụ Nữ Thủ Đô làm trưởng ban. Phát biểu tại buổi lễ, bà Hằng cho biết. Ở trên trang này thì hôm nay được ra mắt ở đây thì chúng tôi cũng có rất nhiều những mong muốn, những khát vọng là sẽ đem tới một cái gì đó tươi mới về phụ nữ và về giới mà chiếm đến hơn 50% dân số của Việt Nam. Ở đây chúng ta đã, mấy hôm nay chúng tôi cũng đã phải quyết tâm làm sao để ngày hôm nay có thể là khai trương một cái trang ở trên Tầm Nhìn mà mọi người có thể nhìn thấy ở đó những khát vọng của phụ nữ và của những người đàn ông yêu phụ nữ. Không chỉ đóng vai trò to lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, báo điện tử Tầm Nhìn còn cung cấp thông tin tới các doanh nghiệp, thúc đẩy các giải pháp về an sinh xã hội, làm nhịp cầu nối tới các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành các cơ quan doanh nghiệp. Hôm nay kỷ niệm 9 năm ra đời báo điện tử Tầm Nhìn, thời gian đúng bằng cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta 9 năm 3.000 ngày. 3.000 ngày, vâng, 3.000 ngày, 9 năm là 3.000 ngày, vâng. Thế thì 3.000 ngày mà trong những câu thơ tôi cũng biết là bắp chân đầu gối vẫn săn gân, ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần. Thì tôi nghĩ là trong 3.000 ngày ấy, từ đồng chí tổng biên tập, từ đồng chí tổng thư ký, ban biên tập, các biên tập viên, các phóng viên đã lăn lộn để giữ vững được uy tín của Tầm Nhìn. Cái lý thứ hai, cho nên tôi nghĩ đấy là một cái công sức rất lớn của tập thể phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo của báo Tầm Nhìn. Báo điện tử Tầm Nhìn được cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quyết định số 382 GPTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan chủ quản của báo là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trực tiếp quản lý báo là Viện Quản trị Doanh nghiệp theo quyết định số 239 QĐ LHH
ngày 20 tháng 4 năm 2010.